liên quan đến dự án giao thông trọng điểm quốc gia qua địa bàn tỉnh Đồng Nai. Cụ thể đối với dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa yêu cầu huyện Nhân Trạch khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao 100% diện tích để thi công dự án trước ngày 30 tháng 6 năm 2024. Trong đó, đoạn Tân Vạn Nhân Trạch hoàn thành chậm nhất ngày 31 tháng 3 năm 2024. Tỉnh cũng giao Sở Giao thông Vận tải phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình triển khai đầu tư tuyến đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, bảo đảm tiến độ, sớm phát huy hiệu quả của tuyến đường. Đối với dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, tỉnh giao ban quản lý dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư. Ủy ban nhân dân huyện Long Thành chịu trách nhiệm đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ tái định cư và hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng chậm nhất đến ngày 30 tháng 6 năm 2024. Biên Hòa - Vũng Tàu tại xã Long Đức cách quốc lộ 51 500 m là khoảng. Ở đây là khu tái định cư của người bồi thường của đất cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, và đây là con đường bắt đầu chuẩn bị đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã làm để thả bỏ trước cho qua đường này, và đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ từ ở Biên Hòa đổ về song song với quốc lộ 51 vô khoảng 1 km, và tất cả những cái trạm chân cầu đã đổ ra và đi sẵn rồi rồi à. Đây, các bạn nhé, và chúng ta sẽ đến đoạn kia và xem cái công trình và thi công tới đoạn chừng nào rồi ha, để chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Ở đây những khu dự án và khu dân cư và điện lưới quốc gia hoàn toàn những bao pha điện cao thế đã chuyển về tới sân bay Long Thành, bên trong đang thi công ha. Tất cả trường học đã có hết bên trong ha. Đây là chúng ta sẽ xem cái thông tin quy hoạch khu tái định cư cảng không, khu tái định cư và đường cao tốc đường sắt nha. Đường hoàn toàn nha. Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đây này, từ quốc lộ 51 ngay mũi tàu huyện Long Thành rẽ từ Sài Gòn về là rẽ trái, từ các bao tàu về các bạn. Các bạn thấy kinh khủng chưa, những cái công trình cấp quốc gia rất là đồ sộ. Dân cư đấy, tái định cư. Đây là đường song hành với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.